Huyền Baby bị loại khỏi chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Huyền Baby chính thức dừng chân ở chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Vị trí của cô được thay thế bởi Nguyên Hà. Mở đầu tập 13 của chị đẹp đạp gió rẽ sóng là màn đối kháng giữa Thu Phương, Tú Vi và Hờ Hèn Nia. Thu Phương hát trưng trưng xúc động, chạm tới cảm xúc người nghe. Hờ Hèn Nia thể hiện khá kém, không có cảm xúc trong khi chất giọng cũng mờ nhạt. Tú Vi có chất giọng mềm mại, tình cảm. Phần trình diễn của cô đương nhiên không thể nội lực như Thu Phương nhưng ghi điểm ở ngoại hình sáng, đầu tư vũ đạo. Cuối cùng, Tú Vi chọn Hờ Hèn Nia để so điểm. Quyết định sáng suốt này giúp đội hồi sinh của Tú Vi có thêm một chiến thắng. Sau đó là phần đối kháng giữa Phương Vi, Trang Pháp với Nguyên Hà ở ca khúc Đường Công. Phương Vi có giọng hát khỏe khoắn, nội lực nhưng ở tiết mục này, Trang Pháp nổi bật hơn cả từ cách xử lý, vũ đạo tới trình diễn. Trang Pháp có lối hát quyến rũ phù hợp với tinh thần bài hát lại ghi thêm điểm nhờ kỹ năng rap và múa cột ấn tượng. Nguyên Hà diễn cuối cũng gây kinh ngạc khi lột xác với vũ đạo ấn tượng. Sau khi chọn đấu đối kháng với Phương Vi, Nguyên Hà giành chiến thắng. Nhờ đó, đội hồi sinh giành chiến thắng chung cuộc ở vòng đối kháng cá nhân. Sang phần đấu nhóm, nhóm hồi sinh sẽ giành được 2 suất hoán đổi vị trí với thành viên của nhóm ứng cử viên quán quân nếu đạt số phiếu bình chọn cao nhất. Nếu xếp vị trí thứ 2, họ chỉ giành được 1 suất. Với 2 nhóm ứng cử viên quán quân, nhóm nào có số phiếu bình chọn thấp hơn sẽ rơi vào vòng nguy hiểm và đối mặt với việc có thành viên phải hoán đổi vị trí với các chị đẹp trong nhóm hồi sinh. Kết quả ai được hồi sinh được quyết định dựa trên bảng điểm cá nhân từ 357 khán giả nữ tại trường quay. Ở phần trình diễn nhóm, đội Thu Phương trình diễn mát sắp Diễm Xưa, Đại Minh Tinh, Em Ly với mát sắp Tìm Lại, Chưa Bao Giờ và đội Quỳnh Nga mát sắp Tìm Lại Giấc Mơ, Walk Away. Kết quả, Thu Phương giành 322 phiếu bình chọn, Em Ly là 324 phiếu bình chọn và Quỳnh Nga được 269 phiếu bình chọn. Như vậy, nhóm hồi sinh không giành thêm suất hoán đổi nào sau vòng đấu nhóm, trong khi nhóm Thu Phương rơi vào nguy hiểm. Nhờ chiến thắng ở phần đối kháng cá nhân nên đội Quỳnh Nga có một suất hoán đổi. Người có lượt bình chọn cao nhất nhóm hồi sinh sẽ đổi vị trí với người có điểm số thấp nhất trong nhóm ứng cử viên quán quân. Cuối cùng, Huyền Baby đổi chỗ cho Nguyên Hà. Đồng nghĩa, Huyền Baby dừng cuộc chơi, còn Nguyên Hà tiến vào chung kết. Phải dừng chân ngay trước chung kết dù có hành trình nổi bật xuyên suốt cuộc thi. Huyền Baby chia sẻ, Huyền cảm thấy mình đi đến chặng đường này là tốt rồi. Hôm nay, Huyền không làm tốt lắm vì khá chủ quan. Chưa thật sự mang đến tiết mục như mong đợi. Xin tạm biệt mọi người và hành trình của Huyền đến đây là kết thúc rồi.